chiều 13 tháng 1 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 82 ca nhập viện trong tình trạng có triệu chứng giống ngộ độc thực phẩm. Những bệnh nhân này là công nhân của công ty sản xuất linh kiện điện tử CCIPI tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã tích cực điều trị sơ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân đông nên Sở Y tế tỉnh Phú Yên đang điều động thêm bác sĩ, điều dưỡng để hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong điều trị cho người bệnh. Tiến hành là phân luồng bệnh nhân, phân loại bệnh nhân nặng nhẹ cũng như là phân công các cái bộ phận điều trị cũng như là điều dưỡng để mà phục vụ cho các bệnh nhân được kịp thời, và đồng thời thì cũng bố trí một cái các cái khu vực để mà tiếp nhận các bệnh nhân vì cái số lượng bệnh nhân rất là lớn. Theo tìm hiểu, bữa trưa 13 tháng 1 năm 2021 có hơn 300 công nhân của công ty CCIPI ăn trưa. Bữa cơm có đồ ăn chay là nấm xào, canh. Sau khi ăn xong, có 82 người xuất hiện các triệu chứng chóng mặt, nôn ói, phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Trong số này, có 10 người là phụ nữ đang mang thai. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên phối hợp với công ty CCIPI để thông báo cho người nhà bệnh nhân. Các đơn vị chức năng tập trung lấy mẫu thức ăn gửi Viện Pasteur Nha Trang để xác định nguyên nhân gây ra ngộ độc thực phẩm.